Hàng chục hecta đất vàng nằm trong quy hoạch dự án công viên thể thao cây xanh Hà Đông đã và đang bị chi nhánh trung tâm phát triển quỹ đất Hà Đông xẻ nhỏ, cho thuê một cách thiếu kiểm soát. Một loạt các kho bãi, ký ốt, nhà hàng kiên cố, thậm chí cả sân golf hiện đại vô tư mọc trên đất công viên, đi ngược với chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Theo chỉ đường của người dân, chúng tôi có mặt tại dự án công viên thể thao cây xanh Hà Đông. Tại đây, hàng loạt các nhà xưởng được xây dựng kiên cố. Cụ thể, tại cổng vào công viên, một kho xưởng sản xuất đá của công ty cổ phần đầu tư xây dựng và phát triển Phúc Thành ngang nhiên mọc lên. Các loại đá phục vụ sản xuất của công ty được để khắp mọi nơi. Tiến sâu vào trong công viên, một nhà hàng ga Mạnh Hoạch xây dựng hoành tráng với thiết kế hiện đại, ngang nhiên hoạt động. Khu đất này là dự án làm công viên cây xanh. Thế người ta trước khi làm người ta cũng quảng cáo thiết kế là những gì như gì rồi. Nhiều nhà hàng đằng kia là bao nhiêu nhà hàng làm đều không có khách. Có một số cái nhà hàng ở đằng kia thì có một vài số là đông khách thôi. Cách nhà hàng này không xa, một tổ hợp nhà hàng gồm Lẩu Vua, nhà hàng Tre Viên Quán, nhà hàng Tukiba hoạt động không kém phần nhộn nhịp, khiến người dân vô cùng bức xúc. Đất công và công viên là quyền lợi của tất cả mọi người, là cái chỗ để thư giãn, rèn luyện, chơi bời, là một chỗ rất là quan trọng đối với cuộc sống của nhân dân. Thế cho nên là nếu mà các cái tập thể và cá nhân vi phạm về điều đó thì đó là một cái điều không thể chấp nhận được. Dự án công viên thể thao cây xanh có tổng diện tích hơn 50 hecta, được Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội giao cho quận Hà Đông triển khai xây dựng từ năm 2008, với hy vọng có một không gian vui chơi, hoạt động thể thao rộng lớn, phục vụ nhân dân. Tuy nhiên tới nay, dự án vẫn chưa được triển khai. Năm 2015, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã có văn bản số 3461 về việc chấp thuận cho phép Ủy ban Nhân dân quận Hà Đông tổ chức quản lý, sử dụng, khai thác tạm toàn bộ diện tích đã giải phóng mặt bằng thuộc khu đất được quy hoạch xây dựng công viên thể thao cây xanh quận Hà Đông. Văn bản nêu rõ, không được phép xây dựng công trình kiên cố, công trình cấp 4, 1 tầng, không khai thác dịch vụ, kinh doanh,